quý vị, vừa qua công ty cổ phần thực phẩm Sauta, mã FMC vừa công bố doanh số tiêu thụ tháng 10 năm 2013. Theo đó, doanh số chung tháng 10 đạt 18,45 triệu đô la Mỹ, bằng 95% so với tháng 10 năm 2022. Cụ thể, mảng tôm của Sauta tăng trưởng cả về sản lượng lẫn tiêu thụ. Sản xuất tôm thành phẩm đạt 2.569 tấn, tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.659 tấn, tăng lần lượt là 44% và 11% so với cùng kỳ. Về nông sản, sản xuất đạt 133 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm khoảng 137 tấn, khoảng 33% so với tháng 10 năm ngoái. Sauta cho biết khu nuôi cũ của công ty đang thu hoạch khoảng 80%. Khu nuôi mới đã thu hoạch xong trước đó, dự kiến sẽ thả nuôi lại trong tháng 11. Mới đây, Hội đồng Quản trị Sauta đã chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu giảm 17% so với kế hoạch cũ, từ 5.900 tỷ đồng xuống còn 4.870 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với mục tiêu ban đầu, từ 400 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ còn 278 tỷ đồng, giảm 25% so với chỉ tiêu cũ. Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đặt ra trong bối cảnh doanh nghiệp này nói riêng và ngành tôm nói chung gặp phải rất nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay. So với kế hoạch kinh doanh đã được điều chỉnh, thực phẩm Sauta đã hoàn thành 79% mục tiêu doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay sau 10 tháng. Công ty cho biết việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được trình bày trong báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất. 9 tháng đầu năm nay, Sauta ghi nhận 3.835 tỷ đồng doanh thu, giảm 15%, lợi nhuận sau thuế là 213 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Tại hội thảo quốc tế ngành tôm diễn ra vào cuối tháng 8, Chủ tịch Sauta nhận định tình hình ngành tôm sẽ còn khó khăn đến ít nhất là năm 2024. Ước tính tổng sản lượng tôm thế giới năm 2023 khoảng 6 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu vẫn yếu. Trong khi năm nay, ngành nuôi tôm Việt Nam phải đối diện với dịch bệnh lây lan mạnh khiến tỷ lệ chết nhiều, cộng thêm chi phí thức ăn tăng cao kéo theo giá thành nuôi tôm tăng. Cùng lúc đó, giá tôm nguyên liệu tại bờ liên tục giảm khiến người nuôi không an tâm trong việc tái thả giống. Trong một báo cáo gần đây, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là FMC lần lượt là 5.900 tỷ đồng, tăng 8% và 369 tỷ đồng, tăng 20%. SSI kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ là 10,6% trong năm 2023 và 11,4% trong năm 2024, so với 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ khu vực nuôi mới thấp hơn so với các trang trại khác.